Mỗi ngày chúng tôi thực hiện quá trình cứu sống các ca đột quỵ, nhưng chúng tôi nói với bệnh nhân là cách tốt nhất để điều trị đột quỵ và ngăn ngừa nó, các bạn phải thực hiện những quy trình như sau. Nó có thể giúp bạn cách đáng kể những nguy cơ gây đột quỵ cho bạn. Thứ nhất là hiểu biết huyết áp rất quan trọng. Điều quan trọng phải biết huyết áp lý tưởng để ngăn ngừa đột quỵ là nhỏ hơn 120/80 mm thì ngưng. Bạn có thể kiểm tra nó định kỳ để biết được dao động của nó. Thứ hai là chú ý đến nhịp tim. Nhịp tim là một yếu tố nguy cơ quan trọng trong đột quỵ. Nhịp tim không đều, còn gọi là rung nhĩ, có thể đột ngột làm tăng nguy cơ đột quỵ. Thứ ba là phải dừng hút thuốc lá. Thuốc lá là một yếu tố mà nguy cơ quan trọng mà bạn có thể kiểm soát nhiều hơn gấp 4 lần các yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Uống chất có cồn một cách điều độ thường xuyên thì nó có thể nồng độ cồn đó có thể tăng nguy cơ đột quỵ và cũng có thể dẫn tới huyết áp cao và tăng cholesterol trong máu. Vì vậy mà quan trọng của việc điều độ và mục tiêu lý tưởng không nhiều hơn 2 đơn vị chuẩn trên ngày đối với nam và 1 đơn vị chuẩn trên ngày đối với phụ nữ. Tiếp theo là kiểm soát đường huyết của bạn. Người có đường huyết cao và bị đái tháo đường có nguy cơ tăng gấp 2 lần đột quỵ và bệnh tim. Kiểm tra cholesterol. Những mảng bám trong động mạch từ cholesterol có thể dẫn tới đột quỵ và bệnh tim. Và mục tiêu chung là cholesterol toàn phần phải nhỏ hơn 200. Điều quan trọng cũng không kém là các bạn phải cắt giảm muối và chất béo trong bữa ăn của bạn. Nó rất quan trọng. Cắt giảm muối và chất béo từ bữa ăn của bạn, nó có thể dẫn tới việc giảm huyết áp của bạn và giảm cholesterol. Việc giảm muối và chất béo nó sẽ giúp một phần giảm đi nguy cơ đột quỵ. Và việc mà quan trọng cuối cùng là tập thể dục. Tập thể dục đều đặn có thể là con đường dài nhưng mà nó giúp các bạn nguy cơ đột quỵ về bệnh tim sẽ giảm đi một cách đáng kể. Nó giúp cho bạn giảm huyết áp cũng như cholesterol. Đơn giản là chỉ cần đi bộ 20 đến 30 phút 3 đến 4 lần trên một tuần, làm giảm thực sự yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Hãy thực hiện đầy đủ các bước trên để ngăn ngừa đột quỵ ở bạn.